Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Giới chủ Qatar chốt đưa Mbappe về MU. MU về tay chủ mới Qatar, cuộc chiến dầu mỏ bắt đầu. Xác nhận MU mua thành công Mason Mount. Giới chủ Qatar chốt đưa Mbappe về MU. Mbappe đã được phía Qatar thông báo từ lâu rằng họ muốn chuyển anh đến MU một khi ngân hàng Hồi giáo Qatar thành công mua lại Quỷ đỏ. Tháng riêng vừa qua, những người có liên hệ với chủ sở hữu Qatar của PSG thông báo với Kylian Mbappe rằng họ đang nghiên cứu việc chuyển nhượng anh đến MU, miễn anh chấp nhận và Quỷ đỏ được mua lại bởi Yassim Hamad Al Thani, chủ tịch ngân hàng Hồi giáo Qatar. Theo nguồn tin từ câu lạc bộ Paris, tiền đạo người Pháp không cam kết với bất cứ điều gì nhưng tuyên bố rằng ý tưởng này có vẻ thú vị với anh. Ngôi đầu Mbappe. Đến thứ hai vừa qua, Mbappe, người sẽ kết thúc hợp đồng với PSG vào tháng 6 của năm 2024, gửi đến câu lạc bộ lá thư rằng anh không quan tâm đến việc kéo dài mối quan hệ của mình cho đến năm 2025, một điều khoản trong thỏa thuận gia hạn năm ngoái. Bức thư của Mbappe gửi cho PSG trùng hợp với việc công bố Yassim đạt được thỏa thuận mua lại MU. Báo An Watan thuộc sở hữu của gia đình Sheikh Yassim đưa tin rằng vụ mua bán trên thực tế đã kết thúc sau khi phái đoàn Qatar hoàn tất cuộc đàm phán với đại diện của anh em nhà Glazer, chủ sở hữu người Mỹ của MU. Phản ứng của sàn giao dịch chứng khoán New York là ngay lập tức, cổ phiếu câu lạc bộ tăng đến 10% trong phiên giao dịch buổi chiều ngày thứ ba. Farhan Al-Emadi, giám đốc của Al Watan cho biết, tất cả các tin tức đều chỉ ra sự thành công của Sheikh Yassim bin Hamad bin Yassim trong việc mua lại MU và thương vụ này sẽ sớm được công bố. Trong khi chờ BIK chính thức mua MU, tờ AS Equipe đưa tin PSG đã quyết định bán Mbappe ngay mùa hè này nếu như anh chọn không gia hạn hợp đồng đến năm 2025. Cho đến thời điểm hiện tại, Real Madrid là câu lạc bộ thể hiện mối quan tâm lớn nhất trong việc chiêu mộ Mbappe trong trường hợp anh rời Paris. Tuy nhiên, tiền đạo này không muốn chấp nhận lời đề nghị của câu lạc bộ Tây Ban Nha vào năm ngoái với lý do tình cảm. Paris là thành phố của anh và PSG, câu lạc bộ chọn đời của anh. Không Madrid chỉ có MU. Sau bức thư của Mbappe, tờ Le Parisien khẳng định rằng anh muốn ký hợp đồng với Real Madrid vào mùa hè này. Cầu thủ người Pháp phủ nhận ngay sau thông qua dòng tweet: "Dối trá, tôi đã nói rằng tôi sẽ tiếp tục ở mùa giải mới tại PSG, nơi tôi đang rất hạnh phúc." Các nguồn tin được tư vấn PSG cảnh báo rằng rất ít khả năng Mbappe gửi thư thông báo sẽ không gia hạn nếu như có câu lạc bộ mùa trước. Mbappe biết rằng sau bức thư đó, một năm chung sống của anh ấy với những người cực đoan tại Paris sẽ rất khó khăn, mọi người chỉ ra từ PSG. Nhóm tư vấn cũng chỉ ra rằng Mbappe biết rằng việc chuyển đến Real Madrid thực tế là không thể khi anh vẫn còn một năm hợp đồng với PSG. Tại sân công viên Quốc Hoàng Tử, mọi người đều biết mối quan hệ giữa các chủ sở hữu Qatar và Florentino Perez, chủ tịch của Madrid, đã tan vỡ từ lâu. Thương lượng một vụ mua bán cỡ này sẽ rất mệt mỏi. Ngày nay, ý định của PSG và chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chỉ liên quan đến việc giữ Mbappe hoặc bán anh cho một hội thần hữu. Màn đấu khẩu giữa câu lạc bộ và Mbappe có thể chỉ là màn khói. Người ta nói rằng câu chuyện này có khả năng mở đầu cho việc anh cập bến MU trong hoạt động được chính phủ Qatar xác nhận. Các hoàng tử của quốc gia vùng vịnh Ba Tư rất quan tâm đến việc chứng minh giới thế giới bóng đá rằng cả hai câu lạc bộ đều độc lập, trái ngược với vẻ ngoài cho thấy quyền sở hữu chung được điều phối từ Qatar. Tuần trước, The Atlantic đưa rằng Al-Khelaifi là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Sheikh Yassim và nhà Glazer. Vai trò của UEFA. Những người thân cận với Al-Khelaifi tiết lộ rằng phái đoàn Qatar liên quan đến việc mua MU đã đề xuất với Mbappe một lối thoát có lợi cho tất cả các bên. Anh sẽ thi đấu ở đội bóng giàu nhất Premier League, giải đấu mạnh nhất thế giới và để lại tối thiểu 200 triệu euro cho PSG dưới dạng chuyển nhượng, một tình huống bù đắp cho câu lạc bộ Paris. Nếu như Mbappe ở lại đến năm 2024, PSG không thu được lợi ích tài chính từ ngôi sao lớn nhất của mình. Thứ ba tuần này, Mbappe chống lại PSG trong một tuyên bố hãng tin AFP, trong đó đảm bảo rằng anh đã nhấn mạnh với câu lạc bộ rằng bản thân sẽ không gia hạn vào năm 2024 từ lâu. Kylian khẳng định rằng email được gửi vào thứ hai cho PSG có mục tiêu duy nhất là xác nhận những gì đã làm được trước đó. Người Qatar khẳng định rằng cả PSG và MU chính thức thuộc về những chủ sở hữu khác nhau, trong khi đội chủ sân Old Trafford sẽ rơi vào tay BIK, thì PSG thuộc sở hữu quỹ tài sản có chủ quyền của nhà nước Qatar. Bây giờ, UEFA phải tự tuyên bố để phòng xung đột lợi ích. Điều 5.1 trong quy chế thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Âu nghiêm cấm hai câu lạc bộ có cùng chủ sở hữu hoặc bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cùng một người, dính phạt trục xuất một trong hai câu lạc bộ khỏi các giải đấu châu lục. Các nguồn thạo tin về hoạt động của PSG cho biết UEFA đã nói rằng họ cho phép cả MU và Paris tham dự Champions League mùa tới. Về vấn đề này, chủ tịch Ashraf Seferin đã bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Gary Neville hồi tháng 3. Đây không phải là nói không với câu lạc bộ có chung sở hữu, chúng ta cần xem lại các quy tắc. Tuần trước, Yassim gửi cho đối tác người Mỹ lời đề nghị cuối cùng của mình, 6 tỷ euro để kiểm soát hoàn toàn MU, số tiền vượt quá giá thầu của Jim Ratcliffe, tỷ phú chuyển nhượng câu lạc bộ hiện trục Chelsea khi Top Rally mua lại với giá 4,25 tỷ bảng. Xác nhận MU mua thành công Mason Mount. Theo The Atlantic, động thái từ Liverpool giúp Man United rộng đường chiêu mộ Mason Mount hơn bao giờ hết. Chelsea gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với Mason Mount. Anh đang bước vào 12 tháng cuối cùng với đội chủ sân Stamford Bridge.
The Blue và Mao được cho là đã dừng việc đàm phán. Trước tình hình này, MU nghiêm túc xem xét việc ký hợp đồng với Mao. The Atlantic xác nhận, Mao đang hướng đến việc chuyển đến Man United. Các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ được cho là đang diễn ra. Trong khi đó, Fabrizio Romano khẳng định Chelsea muốn khoảng 70 triệu bảng cho Mao. Việc gia hạn khó có thể xảy ra bất chấp những nỗ lực của Mauricio Pochettino. Ngoài Man United, ban đầu Liverpool cũng muốn có cầu thủ này. Tuy nhiên, The Atlantic cho biết, Liverpool hiện đã từ bỏ việc theo đuổi tiền vệ người Anh. Điều này đến một phần là do Chelsea định giá 70 triệu bảng cho Mao, dù tiền vệ người Anh chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. Con số này cao gấp đôi những gì mà Liverpool đã trả cho Alexis McAllister. Vì vậy, The Kop không còn hứng thú với việc chiêu mộ Mao. Như vậy, MU gần như không còn đối thủ trong nỗ lực mang Mao về sân Old Trafford. Quỷ đỏ về tay chủ mới Qatar, cuộc chiến dầu mỏ bắt đầu. Với việc MU đã được tỷ phú người Qatar mua lại và đội bóng thành Manchester chuẩn bị bung lụa trên thị trường chuyển nhượng, thế chân vạc của đội cuộc chiến dầu mỏ tại giải ngoại hạng Anh đã hình thành. Man City đang trên đỉnh với chủ sở hữu là UAE. Newcastle cũng chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự đầu tư khôn khéo của người Ả Rập Xê Út. Theo tin mới nhất từ truyền thông xứ sở sương mù, MU chuẩn bị được giới chủ Qatar tiếp quản. Tỷ phú Sheikh Jassim đã thành công trong việc mua lại câu lạc bộ nổi tiếng thành Manchester từ tay nhà Glazer. Những người yêu mến Quỷ đỏ đang háo hức chờ đợi những thời khắc giao chuyển lịch sử. Tất cả đều hy vọng túi tiền không đáy của ông Jassim sẽ tạo nên một cuộc cách mạng ở Old Trafford trong mùa hè năm nay, qua đó đưa Man đỏ dần tìm lại vị thế thống trị giải ngoại hạng Anh. Như vậy, giải ngoại hạng Anh nhiều mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cuộc chiến dò mỏ vô cùng chung tạo thành một thế chân vạc. Trước đó thì người Ả Rập Xê Út đã đổ bộ xuống Newcastle. Với sự đầu tư rất hợp lý, họ đang giúp đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chuyển mình mạnh mẽ. Bằng chứng là Newcastle cán đích ở vị trí thứ tư tại ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 và sở hữu tấm vé dự Champions League mùa tới. Còn Man City của giới chủ UAE đang càng vô đối khi vừa giành quân bao lịch sử cùng huấn luyện viên Pep Guardiola. Có thể ở thời điểm này, mọi so sánh với Man xanh đều khập khiễng bởi nửa xanh thì Manchester quá mạnh và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guardiola, họ có thể còn thống trị giải ngoại hạng Anh thêm vài năm nữa. Nhưng với sự hậu thuẫn về tài chính của giới chủ đến từ Trung Đông, Newcastle và đặc biệt là Man United sẽ sớm trở thành thách thức với Man City và đe dọa vị trí độc tôn hiện giờ của đội chủ sân Etihad. Dù chủ mới Qatar chưa chính thức tiếp quản MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford đã rục rịch mua sắm. Theo như tin mới nhất, món quà ra mắt của tỷ phú Sheikh Jassim sẽ là khoản đầu tư gần 600 triệu euro để huấn luyện viên Ten Hag mua sắm cầu thủ. Những tên tuổi đình đám nhất của làng bóng đá thế giới đều đang nằm trong danh sách liệt kê mua sắm của nửa đỏ thành Manchester. Có thể kể đến các tiền đạo là Harry Kane, Kylian Mbappe, Rasmus Højlund, tiền vệ Moses Caicedo hay cầu thủ đa năng Denzel Dumfries. Phải nhắc lại rằng ở mùa giải 2022-2023, tuy chưa thể bắt kịp Man City nhưng MU thi đấu rất mạch lạc dưới sự dẫn dắt của ông Ten Hag. Đặc biệt là tại trận chung kết FA Cup, họ thi đấu khá sòng phẳng với nửa xanh thì Manchester. Nếu như được chủ mới Qatar bơm tiền tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, đúng như những gì truyền thông Anh bật mí, MU hoàn toàn có khả năng lật đổ sự thống trị của người hàng xóm mùa nào. Trong một chừng mực nào đó, Newcastle hiện vẫn chưa thể sánh tầm với hai đội bóng thành Manchester. Nhưng dấu ấn mà đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh thể hiện tại giải ngoại hạng Anh vừa qua đã cho thấy một điều: giới chủ Ả Rập Xê Út đang đi đúng hướng. Những khoản tiền đầu tư của họ và các ngôi sao như Nick Pope, Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Alex Isak đang phát huy hiệu quả rất tốt. Nếu như có thể chiêu mộ thành công theo những kế hoạch những cái tên như tiền đạo Neymar, các tiền vệ James Maddison và Sergej Milinkovic-Savic, tiền đạo Harry Kane, Newcastle chắc chắn cũng sẽ được xếp vào danh sách ứng viên sáng giá cho chức vô địch ngoại hạng Anh mùa tới. Tất nhiên giải ngoại hạng Anh không chỉ có Man City, Man United và Newcastle đang sống tốt, tuy không xấu nhờ túi tiền không đáy của những ông chủ dầu mỏ. Nhưng các đội bóng như Liverpool, Arsenal hay Chelsea cũng có tiềm lực tài chính rất mạnh. Trong đó riêng mùa giải 2023, chủ sở hữu người Mỹ Todd Bradley đã rót hơn 600 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Chắc chắn họ không để các đội bóng của những ông chủ đến từ Trung Đông hình thành thế chân vạc trong cuộc đua đến chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Vì vậy, chắc chắn ngoại hạng Anh mùa tới hứa hẹn sẽ vô cùng chất lượng và hấp dẫn.